is, would you be mine? We could do. Assalamualaikum kak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saat ini, saat wabah corona banyak banget nih penyakit di mana-mana, terutama juga di Korea dan di Indonesia. Semoga kakak sehat selalu. Alhamdulillah, saya sekeluarga sehat juga di Korea. Mohon maaf kak, saat ini belum bisa ke Jakarta karena dampak dari virus corona sulit kita kemana-mana, apalagi ke Indonesia. Semoga setelah wabah ini selesai, kita bisa kumpul lagi ya di Jakarta. Oh ya kak, kakak masih kerja kan di perusahaan ya? Saya dengar-dengar dampak dari virus corona ini banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan dipecat. Mudah-mudahan kakak bukan termasuk yang dirumahkan atau dipecat. Kalaupun dirumahkan atau dipecat, mudah-mudahan kakak ada penghasilan lain yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Oh ya kak, saya alhamdulillah masih kerja di Korea Selatan. Jadi kakak nggak usah khawatir gitu. Nah, mungkin itu aja kak. Sampai ketemu lagi ya kak di waktu yang lain. Kakak jaga kesehatan. Salam buat istri dan anak-anak kakak. Assalamualaikum. Hi mom and dad, how are you? I hope you're doing well. We're good here. And our baby is coming this December. So it would be really wonderful if you guys could come here and visit us and meet your new grandbaby when that time comes. But right now, because of coronavirus affecting the whole world, it's not really a good idea for any of us to travel right now so that we can be safe. And that makes me a little sad, of course, and I know you guys too, because we really want to be together to celebrate this really happy time. But I just hope that you guys are being really healthy and staying safe in America and doing the best you can to protect yourself and protect those around you. We're doing everything we can to be safe here, so please don't worry about me. Korea is one of the safest places that I could be right now. And I know this is a difficult time for us, and we miss you so much, and we wish we could be together. But eventually things are going to get better, and you will be able to come here and meet your grandbaby. And when that time comes, we're gonna welcome you with open arms and the biggest hugs. We can't wait to see you, and we love you so much. So stay healthy, take good care, and we'll see you soon. 사랑해요. Chị à, chị có khỏe không? Em và gia đình bên này rất là khỏe. Bây giờ Covid đang rất phức tạp, cho nên rằng em và mọi người ở đây cũng rất lo lắng cho anh chị và các cháu ở nhà. Bên này tuy tình hình cũng có phức tạp đấy, nhưng chính phủ kiểm soát rất là tốt, cho nên anh chị đừng có lo. Còn công việc và mọi thứ vẫn tiến hành rất là thuận lợi. Bây giờ cháu nhà em đã được 2 tuổi rồi, nó cũng biết nhiều hơn rồi. Cho nên là em rất muốn đưa cháu về để chơi cùng với các anh chị ở nhà ấy. Nhưng mà do Covid cho nên là bây giờ cũng không thể nào mà đi được. Em rất mong là có thể đưa cháu về chơi cùng với anh chị một ngày gần nhất để cho gia đình ta được đoàn tụ với nhau. Em rất mong được gặp mọi người. Привет, братишка. Я в Сеуле и я в порядке. К сожалению, из-за коронавируса самолеты не летают, и мы не сможем с тобой увидеться этим летом. Но я хочу сказать тебе слова любви и обнять тебя при нашей первой встрече. Па, ма, 最近过得怎么样? 好久没有通过这样的方式和你们说话了。然后最近你们应该因为疫情也很辛苦吧? 我在韩国一切都好。 这边防疫做得很彻底，所以让人很有安全感。然后我最近做了很多新菜，
就是虽然没有老爸做的好吃，可是我都有在家里好好照顾自己，所以不用担心。然后现在疫情还没有完全结束，所以等到那一天为止，你们一定在家那边也要好好注意防疫。我知道天气很热，可是也要好好戴口罩、勤洗手哦。然后相信我们都可以一起很好的度过这一段非常时期。之前每一次放假我都有回家看你们，可是这一次因为机场都关掉了，也买不到机票，就很可惜回不去。可是等到疫情结束那一天，就我一定会马上飞回去看你们，所以一定要好好照顾自己，照顾自己的身体哦。然后最后还有一句想说的话，就是爸妈，我爱你们。